Nệm nữ hoàng xin kính chào quý khách hàng. Trong cuộc sống bộn bề lo toan, đôi khi làm bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, ngủ là giải pháp hiệu quả và tốt nhất để giúp bạn tìm lại thăng bằng cho chính mình. Nhưng không phải ai cũng hiểu thấu được tầm quan trọng của một giấc ngủ sâu, dễ dàng. Tìm kiếm cách ngủ dễ dàng hơn, ngủ sâu hơn bằng việc chọn cho mình một chiếc nệm phù hợp là giải pháp được nhiều người hướng đến. Tuy nhiên, không phải loại nệm ngủ nào trên thị trường hiện nay cũng đảm bảo chất lượng và đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng. Điều này gây khó khăn cho không ít khách hàng trong việc lựa chọn loại nệm nào tốt cho sức khỏe. Xuất phát từ thực tế đó mà Nệm Nữ Hoàng đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu và đưa vào sản xuất những sản phẩm nệm sao cho phù hợp nhất với giấc ngủ của mọi người Việt. Chúng tôi hiểu rằng một chiếc nệm tốt là điều kiện cần thiết để bạn và gia đình có được giấc ngủ ngon và chất lượng nhất để khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Tất cả các dòng nệm của Nữ Hoàng đều được làm từ farm hiệu suất cao kết hợp cùng mủ cao su thiên nhiên. Đặc trưng của chất liệu này là tính bền bỉ kết hợp với độ đàn hồi ưu việt. Vì thế, nệm có tuổi thọ lâu dài và hiệu quả nâng đỡ tối ưu hơn. Cấu trúc nệm với 3 lớp mang đến nhiều tính năng nổi bật. Hiện chúng tôi đang có các dòng nệm rất được ưa chuộng trên thị trường. 1. Dòng nệm Queen Central. Nệm mang đến cảm giác êm ái, thoải mái. Nệm nhẹ nhàng ôm sát theo đường cong trên cơ thể, bảo vệ và giữ cột sống thẳng suốt cả đêm, luôn mát mẻ và thoáng khí. Nệm tích hợp gel lạnh giúp tản nhiệt hiệu quả, kết hợp cùng cấu trúc foam thoáng khí và lớp vỏ nệm vải thun cao cấp giúp thấm hút và co giãn tốt, tạo sự thông thoáng và dễ chịu khi nằm. 2. Dòng nệm Queen's Bamboo. Nệm là sự kết hợp hài hòa giữa foam hoạt tính và cao su tự nhiên, không chỉ là sản phẩm nệm ngủ tốt với độ đàn hồi cao. Nệm còn là một bước đột phá khi bảo vệ được nệm của bạn khỏi sự tác động của thời tiết nóng ẩm. Khả năng kháng khuẩn, khử mùi giúp bạn không chỉ có giấc ngủ ngon mà còn sạch. Được thiết kế với hai mặt lỗ thông hơi thoáng khí tròn và nhỏ nhưng vẫn giữ được những đặc tính nổi bật trong việc nâng đỡ cột sống. 3. Dòng nệm Queen's Matrix. Với công nghệ sản xuất hiện đại, nệm hạn chế tối đa tình trạng xẹp lún hay biến dạng, tăng hiệu quả sử dụng nệm trong thời gian dài. Nệm có khả năng phân tán lực ép, làm cho khả năng nâng đỡ trọn vẹn toàn bộ cơ thể nhằm giảm áp lực và giúp bạn được thư giãn hoàn toàn. Lớp vỏ nệm vải gấm cao cấp mang đến sự sang trọng cho chính căn phòng ngủ của bạn. Đây là một sản phẩm hoàn hảo từ thẩm mỹ cho đến chất lượng. 4. Dòng nệm cao su massage Queen's Gold không chỉ là một sản phẩm chăm sóc giấc ngủ đơn thuần, nệm Queen Gold còn hỗ trợ hiệu quả cho quá trình chăm sóc và cải thiện sức khỏe. Với thiết kế ưu việt và độc đáo bằng cách kết hợp giữa lớp foam massage tạo cảm giác thoải mái, thư giãn, giảm mệt mỏi, hỗ trợ cải thiện tình trạng đau mỏi lưng. Nệm vô cùng thông thoáng nhờ thiết kế bề mặt lỗ vuông bên dưới nệm nhằm tăng khả năng lưu chuyển không khí hai bề mặt, lưu giữ và điều tiết nhiệt độ nệm hiệu quả. Nệm Nữ Hoàng là thương hiệu nệm Việt với mong muốn cải thiện và nâng cao chất lượng giấc ngủ cho người Việt. Công ty đã và đang đưa các sản phẩm của mình đến từng hộ gia đình với những thói quen ngủ khác nhau từ trẻ em đến người lớn tuổi. Ngoài những chính sách hỗ trợ miễn phí vận chuyển toàn quốc, Nệm Nữ Hoàng còn mang đến chính sách 100 ngày dùng thử kèm thời gian bảo hành lên đến 15 năm cho tất cả các dòng sản phẩm chính hãng từ công ty. Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách ưu đãi cùng những sản phẩm khác từ Nệm Nữ Hoàng, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0989 792 099 hoặc truy cập địa chỉ website www.nemnuhoang.vn.